Mọi người nhìn cái cây hoa hồng của mình này. Bọn nó ăn tan luôn. Đấy. Thấy không? Này, nó ăn tan tành luôn nhé. Sợ chưa? Này. Dã man học. Lũ bọ này, dã man không? Nên là ăn này, cả nhện này. Đây hoa này. Bông này còn may mọc được. Mình đã phát hiện ra rồi cái con. Đây các bạn ơi. Nhìn này. Đấy, nó còn làm tình nhá. Nó mất dạy này. Mọi người thấy nó chưa? Đây này, nó đây này. Đấy. Hai con nó còn đang làm tình nhau. Mẹ mất dạy thế. Nó ăn của mình nhưng mà bây giờ nó còn làm thế này để nó đẻ ra. Để đẻ ra để nó phá hoại. Kìa kìa con nữa kìa. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy. Đấy. Sợ quá. Đấy, một khóm hồng này. Khóm hồng lên rất là khỏe nhá. Cành bao nhiêu mà lá nó ăn tan tành hết. À đây này. Đây lại thấy một con này. Đấy, thấy chưa? Mọi người chờ thấy chưa? Đây này, nó đây này. Đấy, mình tiêu diệt nhá. Ui dồi. Ôi, nó biết bay cả nhà. Rất là cứng luôn. Này. À. Ui, lắm đôi quá, kìa kìa đôi nữa kìa. Đấy, đôi nữa nó đang làm tình kìa. À, nó biết bay. Nó biết bay. Rất là mất dạy luôn. Kìa, có một đôi đang làm tình nữa. Thế hiện tại nó đang phát hiện hai đôi làm tình. Ở đây đây, này, dưới này. Đấy. Thấy chưa? Diệt luôn. Ôi, nó bay. Nó bay kinh quá. Ôi, bay mất một đôi rồi. Ui dồi. Mẹ này. Mẹ nhanh quá. Bay đậu hơn cả người mình. Thế là... Ôi trời. Ê. Khó nhìn quá. Đây nha, tiêu diệt được một đôi nhá. Tiêu diệt tiếp con kia này. Tiêu diệt tiếp này. Đấy. Kinh thường. À, đây một con bị mắc lưới này. Con bị mắc lưới mắc nhện nhá. Đã thế để cho con nhện nó xử. Đấy, nhện, con nhện đang đi lên nó xử đấy. Đấy. Mọi người nhá, theo dõi nhá. Mọi người theo dõi con nhện nó lên nó xử này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa con nhện nó xử đấy. Đấy à, không biết nó có cắn được không? Cắn đi. Tiêu diệt bọn nó đi, ăn thịt bọn nó đi nhện ơi. Nhện ơi, thịt cái con đấy đi. À, con nhện nó cắt để cho con đấy nó ra chứ không nó không chắc nó thấy nó to quá. Chắc nó đi gỡ bọn con đấy ra chứ nó không gỡ cho con đấy thoát rồi đỡ ảnh hưởng cái lưới của con nhện. Chứ không phải nó ăn thịt. Thế thì mình phải tiêu diệt nó. Mày. Xong phim. Dã man quá này. Đấy, bà con nhìn. Thấy không? Nó ăn.
nó chèn hết cả cây hồng của em. Đấy, nó vừa bay đấy. Đây này, bà con nhìn nhé, đây này, nó nằm dưới lá này đấy. Mày xong phim này, bà con nhìn này, chính là nó mất dạy, con mất dạy. Hoa hồng đẹp thế này mà nó ăn phá hoại đây này. Đây nhá, phá hoại luôn, sợ quá. Này, hơi bị nhiều. Không biết cái con này thì làm cách nào mà bắt được hết nhỉ? Có cách nào mà để nhử nó không nhỉ? Hay phun thuốc à? Phun thuốc hả các bác? Nó ăn tan, ăn tan nát luôn. Đấy, thấy không, nó bay này, này, thấy không? Bay à? Đấy, bay à? 5-6 con rồi. Chỉ tiếc là có một đôi nó đang làm tình mà, để nó đẻ ra các con khác mà con nó mình tiêu diệt không được. Tiêu diệt được có một đôi làm tình. Mất dạy. Chúng nó nằm dưới lá nó khó phát hiện. Ngày xưa là bị này là cứ tưởng là con sâu nó ăn cơ. Tưởng con sâu, con sâu đo. Nhưng mà bây giờ hóa ra là không phải. Bây giờ là cái loại khác. Ôi, mệt quá. Tiếp tục sang cây này. Đây nhá, cây này. Đấy mà nhìn con nhìn này. Ăn dã man chưa? Úi dồi, đây lại có đôi làm tình tiếp này. Mọi người nhìn thấy không? Nhìn thấy nó làm tình kia không? Mình chộp như ui thấy mấy đôi làm tình liền. Ui giời ơi. Ui cây này nhiều quá. Ui giời ơi. Ui cây này nó đầy thế này. Sao nhỉ? Ui nó bay đầy thế. Ui. Dã man không? Cây này nó bay đầy luôn. Đều thật. Mẹ nó. Chúng mày. Vừa rung nó bay hết rồi. Đấy. Bay mà còn chộp được này. Thấy không? Úi dồi. Úi dồi. Đâu à? À, đấy. Nó bay mà còn chộp được này. Mày. Cho chúng mày tan thành hết đã. Bay à. Ui, đấy. Hay lắm. Mày. Cho chúng mày mày xuống ấy luôn. Cây này rất nhiều. Lúc nó bay dập trời. Hết rồi. Nó bay hết rồi. Động nó bay hết rồi. Bọn này khả năng là
không biết mang thuốc diệt 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 kiến diệt ruồi ra phụt, không biết nó có chết không nhỉ. Cái chai thuốc diệt mùa diệt mối muối đó mọi người. Con bọ ngựa ti ti, mọi người thấy con bọ ngựa ti ti chưa? Theo mọi người bọ ngựa nó có đẻ con gì không? Này chú bọ ngựa á, chú bọ ngựa á, con bọ ngựa, tha cho con bọ ngựa xem còn con nào nữa không. Đấy, sang cây này cũng được 4-5 con. Đây, thấy rồi. Đi này, nó ăn dưới khe lá này. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Nhìn to to mà. Mày chết. Đấy nhờ. Ui xôi. Ăn sơ xác hết luôn. Sơ xác và tan tác luôn. Hoa, bao nhiêu nụ hoa ấy. Thế mà bọn nó sơi không còn gì đời nữa. Cả cây của mình. À đây có một đôi đang làm tình. Quay sát cho mọi người xem nhá. Đấy, thấy đôi đang làm tình chưa? Nét này nẹt đây này. Đấy, cho một phát nhá. Mày thấy chưa này, tình nhà mày, tình tang, đang làm tình. Tình thì đẻ, mẹ mày đi đẻ trứng này, phá hoại vườn của tao, phá hoại vườn tao à, phá hoại à, láo à. Kìa còn nữa này, mày chết chưa, cứ nhìn ở dưới khe lá mà tiêu diệt. Mình chả biết mình bóp nó mà không biết được. Nó ra phọt ra tay không biết là có sao không. À đây còn nữa. Xong phim. Con này tẹo rồi. Con này xong phim rồi. Đấy. Ủa cây này được nhiều quá. Nhưng nghe vẻ nó cứ bay tung bừng này, khả năng là mai nó lại có. Khả năng phải chỉ có phút thuốc thôi. Dung mắt ra là có. Một con. Đâu rồi? Dưới đâu? Quay lại bên này xem nào. Cây bên này không còn nữa. À, bay hết đâu rồi. Đấy, phải bóp nát vài con không để chết lá này cho bọn kia nó sợ. Không hiểu cái lá cây hồng này nó có cái chất gì hấp dẫn bọn nó. Cứ rung cho nó ra. Hết rồi. Đây một con gì? Con ruồi. Mày. Hết rồi. Cây này hết rồi. Thôi. Mình dừng video bắt bọ hại cây ấy nhá. Đây đây có con đây được. À, mọi người vào được không? Được không? Đấy, được nhá. Đây này, thấy không? Thấy không? Tôi thấy nó bay không? Đấy, sợ không? Con này nó ở đâu ra?
theo mọi người con này nó ở đâu ra, à, xem nó kiểu gì. À, mày tan tành. Đấy. Thôi mình xin được dừng cái video là bắt cái con bọ cho hoa hồng nhá. Ở đây mọi người xem video nếu cảm thấy hay thì bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đăng ký kênh ủng hộ mình này. Con nhện nó lại xuống này, con nhện nó lại xuống nó bắt này. Đấy, nó ăn thịt con đấy. Ấn chuông và ấn kênh đăng ký để ủng hộ mình nhá. Để mình tiếp tục có những cái video mới khác. Mình xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn là buổi tối là sức khỏe, ngủ ngon, gặp nhiều may mắn nhá. Chào cả nhà.